Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc sét và gió giật mạnh ở Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, nên từ đêm nay đến sáng mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm trên đợt, có nơi trên 200 mm trên đợt. Thời gian mưa xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hiện nay trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực thượng lưu có khả năng đạt mức báo động 1. Các sông chính ở khu vực trung và hạ lưu ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến sáng mai, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Tiếp theo là tin nhắn nóng ở Trung Du, Đồng Bằng, Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị, trưa nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Trung Du, Đồng Bằng, Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nên bà con ở những khu vực này cần hết sức chú ý. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay trời lại mát mẻ dễ chịu hơn so với những ngày trước đó. Sang đến ngày mai trời lại có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sau đây là diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và bão trên biển. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lại tiếp tục nhận được những thông tin mới nhất từ các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế đã cho biết. Thì hiện nay cơn bão mạnh trên khu vực biển Thái Bình Dương đang có xu hướng di chuyển về khu vực phía đông của nước ta trong vài ngày tới. Như các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra, và cũng theo sự dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Anh cho biết, sau khi cơn bão di chuyển về phía đông của Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã tác động vào hướng di chuyển của cơn bão, thì cơn bão sẽ đổi hướng đi và với xác suất là 60% sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực đảo Đài Loan của Trung Quốc, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực đảo Đài Loan. Thế nhưng vào lúc 9 giờ sáng nay, chúng tôi lại tiếp tục nhận được từ những thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hải quân của Hoa Kỳ CFS đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt về hướng di chuyển và hoạt động của cơn bão này. Trong khoảng thời gian từ nay đến nhiều ngày tiếp theo, do ảnh hưởng của áp suất nước biển tăng cao và gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu dần kết hợp với gió mùa Đông Nam hoạt động mạnh dần lên sẽ làm cho hướng di chuyển của cơn bão có sự thay đổi rõ rệt. Những diễn biến của vùng áp thấp này sẽ còn thay đổi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3,
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung du đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung du đồng bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Hiện nay tất cả các vùng biển trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.